Thế thì sau khi các bạn tùy chỉnh là như nào? Tức là ví dụ như là nếu như các bạn muốn ở custom view 1, các bạn thấy như này chưa hợp lý này. Các bạn có thể dùng cái công cụ C camera. Các bạn chỉnh cái góc nhìn tùy chỉnh các bạn như này. Có hiểu không nhỉ? Đấy, thì các bạn sẽ có một góc nhìn tùy chỉnh góc này. Ví dụ như là đối với góc nhìn tùy chỉnh 2, các bạn có thể chọn nó là gì nhỉ? Custom view 2. Các bạn chỉnh để nó nhìn thấy nó dễ nhìn hơn. Đấy, các bạn thấy đứng ở đây các bạn chỉnh được, các bạn nhìn. Và custom view 3, các bạn thấy nó đứng ở đây chưa đẹp, các bạn cho nó nhìn ra từ đâu nhỉ? Từ đằng gì đây? Đằng sau à? Hoặc là nhìn thẳng trước đến này. Đấy. Thì trong này nó sẽ cung cấp cho bạn có quá nhiều góc nhìn. Ví dụ nếu bạn chọn front ấy là thẳng từ đâu đến nhỉ? Trước đến đúng không? Ví dụ như nếu bạn chọn là front nhìn thẳng trước đến thì nó sẽ thẳng bẹt này đúng không? Và left thì nó sẽ cũng là một mặt phẳng bởi vì cái này nó là layer 2D. Active camera thì sẽ là cho các bạn nhìn thấy góc nhìn camera đang chọn. Ở đây nó đang có hai cam. Ví dụ như là nếu như các bạn chọn vào cái cam này, các bạn chọn nó là gì nhỉ? Active camera. Thì các bạn thấy là mình nhìn theo góc nhìn của cam này là nhìn từ đâu xuống? Trên xuống. Để các bạn nhìn thấy hơn thì đây các bạn thể chọn một bên nó là bên trái đi, các bạn nhìn theo góc là bên left. Đây. Các bạn chọn bên này nó là bên active này. Các bạn chọn cam này và các bạn chọn, hoặc là các bạn chọn cam này. Cam này là nhìn từ đâu sang? Nhìn thẳng đến đúng không? Thẳng trước đến. Nếu mình chọn nó là bên này nó là active camera này chẳng hạn. Đấy thì bạn sẽ thấy nhìn thẳng đến. Quên mất. Đây chứ. Đây bên này. Thế thôi. Là camera 1, camera 2 này được. Nếu mà khi nó thành này. Rồi. Nếu như các bạn không chọn vào active camera ấy thì khi mình di chuyển này, ví dụ như là khi các bạn chọn ở cái mặt bên mặt left chẳng hạn, các bạn chọn cam này, bên này mình sẽ chọn nó là camera 2. Đây, các bạn chọn nó là camera 1 này. Rồi tung cái màu lên camera, active camera này. Ok, bên này mình sẽ chọn nó là left. Rồi đây. Đây vẫn là thằng này đúng hơn nhỉ. Đây đúng không? Đấy. Thì bạn thấy là mình đang chọn là bên này là hiển thị camera, còn bên này là hiển thị theo mặt trái. Thì các bạn có thể là làm kiểu này, bên mặt trái này các bạn di chuyển kiểm tra, còn bên active để các bạn nhìn thấy nó hiển thị như nào, đúng không? Đấy. Thì ví dụ như là sau này mình muốn làm một cái video ấy, nó zoom zoom này ấy, thì các bạn chỉ cần cho cái gì nó di chuyển nào? Camera di chuyển đúng không? Đấy. Thế thôi, thì việc đầu tiên là các bạn quản lý cái giao diện này nhá. Thứ hai là để các bạn làm được 3D này thì bắt buộc các bạn phải có thêm cái new cái gì nhỉ? Camera là các bạn cần biết. Để các bạn tạo ra một cái camera thì có thể là các bạn new camera hoặc là các bạn vào layer new camera được, nó là Ctrl Alt Shift C. Bốn phím. Muốn làm 3D được thì các bạn phải dùng cả camera nữa. Nhá, ghi thêm này vào. Tạo thêm camera để sao nhỉ? Quản lý giao diện 3D này. Camera như này khi bạn tạo ấy thì nó sẽ có một số cái chú ý khi bạn tạo camera. Thứ nhất là các bạn có hai dạng camera là one và two. One node là một điểm và two node là hai điểm. Cái khác là one node là không có điểm nhìn, còn two node là có điểm nhìn. Thế các bạn nhìn one node là thế nào? Đây các bạn tạo một cái camera nữa là theo dạng là one node. Đấy là camera mấy nhỉ? Camera 3. Đấy này. Các bạn thấy camera này khi bạn chọn ấy là nó chỉ có cái gì nhỉ? Cái camera nhìn thẳng thôi. Còn cái camera kia là nó có cái gì nhỉ? Điểm nhìn. Thấy không? Đấy. Thì hiểu cái khác là nếu mà các bạn dùng cái cam như này. Đây ví dụ như cái thằng này nhá. Hai thằng này nó đều là có điểm nhìn này. Ví dụ như các bạn thể để nó mặt phối cảnh cho các bạn xem này. Custom view các bạn xem. Ui, nhiều cam vãi. Đây.
Ví dụ nha, nếu mà mình chọn cái position, các bạn thử di chuyển, các bạn thấy điều gì xảy ra? À, ví dụ như mình chọn bên này nó là active rồi nhỉ, cái này nó hiển thị thấp quá, mình đẩy xuống tí. Bên này là camera mấy? Camera 1 rồi. Đây, các bạn nhìn này. Thí dụ như nếu như mình theo chọn theo kiểu là camera là one node thì nó như này, two node nó có tác dụng gì? Ví dụ như khi mình dùng position mình di chuyển, có tưởng tượng không? Ta hiểu thằng quay phim lúc nào nó cũng phải quay vào cái gì nhỉ? Cái chữ RGB thì ra ở giữa. Có thấy không? Tức là các bạn nó có một cái điểm gì nhỉ? Điểm nó dằng ở giữa như này. Còn nếu mà các bạn dùng cái camera này mà các bạn làm thế, các bạn dùng di chuyển, ví dụ các bạn sử dụng position, bên này các bạn sẽ chọn nó là camera 3 này, nó như này, đây cái này đây, thì khi mà các bạn di chuyển này ấy, là nó bị này trượt, có hiểu không nhỉ? Một cái trượt và một cái có điểm để dùng, thì tùy theo ý đồ của các bạn mà các bạn nên dùng camera như nào nhá. Nhưng mà thường nó làm là nó hay dùng theo kiểu là gì nhỉ? True node, hiểu chưa? Tạo cam theo kiểu được true node nhé. Thứ hai nữa là camera thường dùng nó là hệ gì nhỉ? 35mm. Là hệ hay để quay, các bạn tưởng tượng như là sau này các bạn làm phim hay gì đấy, là ống kính 35mm là hay quay người với lại chụp ảnh gì đấy nhá. Thì chú ý một camera là tạo theo kiểu là true node mà 35mm. Hùng nhớ này nhá. Tí anh cho mày cái, anh bận đôi tất anh cho mày tính ngủ. Ok, xong. À, các bạn thể chỉnh lại camera hoàn toàn được bằng một số cái phím liên quan. À, lại các bạn thể ấn Ctrl Shift Y dài để chỉnh lại cài đặt camera nhá. Ví dụ như là nếu mà mình không thích one node hay two node ấy, thì bạn chọn nó ấn Ctrl Shift Y dài, nó sẽ sửa lại cho bạn cách cài đặt của camera. Ctrl Shift Y dài để sửa lại cài đặt camera. Thế thôi. À, sau khi bạn có camera ấy, các bạn phải biết quản lý vùng nhìn, và một cái nữa là các bạn phải biết công cụ quản lý camera là công cụ gì nhỉ? C. Quản lý camera các bạn sẽ quản lý thông qua công cụ C. Công cụ C là công cụ thay đổi góc nhìn của camera theo gì nhỉ? Vị trí. Nó có thể di chuyển, xoay góc và gì nhỉ? Đấy, hai cái chính xác nhất thôi. Không có thêm gì nữa. Các bạn sẽ dùng nhóm công cụ C nhá. Sử dụng nhóm công cụ C để thay đổi góc nhìn camera. À, ví dụ như là các bạn chọn nó là front thì các bạn sẽ dùng công cụ này sẽ vô tác dụng. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì mặt front là mặt cố định hay là không cố định nhỉ? Cố định. Các bạn chỉ có thể sử dụng được công cụ này khi các bạn chọn vào camera, active camera như này, hoặc là các bạn chọn vào gì nhỉ? Các bạn nhìn này, cái công cụ này tác dụng gì nhá. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ui gì này, camera 1 này, camera 3 này, 4 này, camera 1 đâu rồi. Lag à? Đây, new camera. Đây là lag đúng không? Lag Sài Gòn. Ví dụ bên này mình sẽ chọn nó là bên trái đi. Bên này sẽ chọn nó là bên
Lab, à rồi, bên này mình sẽ chọn nó là Active. Đây thì các bạn sẽ sử dụng công cụ này. Bây giờ mình nhìn bên này dưới dạng phối cảnh cho các bạn xem, Custom View. À, và bên này sẽ là Active. Các bạn dùng công cụ chỉnh, tùy chỉnh camera nhá. Bây giờ mình có thể chỉnh ở bên góc Custom View để các bạn nhìn thấy tổng thể. Và các bạn có thể chỉnh được ở bên Active Camera để các bạn bẻ góc camera. Nhìn này. À, bây giờ nếu như các bạn muốn một cái chuyển động camera nó xoay theo cái thằng gì nhỉ? Nhân vật này ấy. Nhìn này. Thì có hai cách. Một là các bạn dùng position của camera. Các bạn key điểm từ vị trí bên này. Nhìn nhá. Có hai cách để các bạn cho camera di chuyển này. Một là các bạn key điểm từ 0 giây đây và 1 giây nó đến đây chẳng hạn. Thì nó sẽ có một cái chuyển động như này. Nhìn này. Mình sẽ nhận được cái chuyển động như này. Đúng không? Như này. Thì ví dụ như bây giờ mình muốn nó lại gì nhỉ? Lên trên chẳng hạn. Đến khoảng độ là 4 giây muốn lên trên thì các bạn phải chọn vào cái này, các bạn đẩy lên trên. Là các bạn vào chọn vào position. Và đẩy chụp y lên trên. Như này. Thì các bạn sẽ có một cái chuyển động là từ phải qua trái rồi lại lên trên như này. Nhưng mà mình chỉnh như này là mình phải chỉnh bằng cái gì nhỉ? Position. Các bạn thấy cái đường chuyển động của camera đây không? Như này. Nhưng mà đấy là cái cách mình chỉnh theo kiểu là bằng position camera. Nhưng nếu các bạn muốn chuyển động, các bạn thì chỉnh cách khác. Ví dụ mình sẽ tạo một camera 2. À, camera 2 thì mình sẽ để ở đây. Đây camera 2. Các bạn nhìn thấy là camera 2 nó đang như này. Mình cũng đặt đúng cái điểm nhìn vào cái thằng này. Và bây giờ các bạn sẽ không phải chỉnh cái position của camera 2 để nó ra chuyển động nữa. Mà các bạn chỉ cần key cái position của camera ở vị trí đầu tiên. Sau đó các bạn dùng công cụ gì nhỉ? Chỉnh sửa góc camera này. Thì các bạn thấy là khi bạn chỉnh trực tiếp ở trên này, các bạn thấy cái cam nó kia quay theo luôn nhỉ? Có thấy không? Tức là hiểu cái khác như kiểu là mình lái máy bay luôn đấy. Mình ngồi đây mình lái đến góc này là cái này nó tự quay đi đến đây. Mà mình lái đến đây là nó tự quay đi đến đây. Còn cái trường hợp nãy mình chỉnh là mình phải lái cái này để nó hiển thị như này. Còn trường hợp này là mình chỉnh cái hiển thị để cái này nó chỉnh theo. Có hiểu không nhỉ? Chứ có hai trường hợp để các bạn tạo ra cái góc nhìn. Một là các bạn phải chỉnh position của nó như này. À, hai là các bạn dùng công cụ gì nhỉ? Chỉnh camera, các bạn chỉnh trực tiếp trên cái gì hiển thị camera active. Ví dụ ở 1 giây các bạn để đây. Đến 1 giây nữa các bạn cho đây. Đúng không? 2 giây các bạn để đây xuống đây. Như này. Sau đó đến khoảng độ 3 giây mình lại cho nó tiến lên. Bằng thằng này. Đúng không? Xong ví dụ như là nó lại còn phải di chuyển sang này một tí nữa chẳng hạn. Để nhìn thấy này. Đấy, xong ví dụ đến 4 giây chẳng hạn. Thì lại lùi ra. Các bạn nhìn cam nhé, nó chạy theo mình để lùi ra. Đúng không? Và đến dụ như là 4, 5 giây chẳng hạn thì nó lại phải về vị trí ban đầu. Đây. Đấy thì các bạn thấy là tất cả cái chuyển động chỉnh sửa active này nó sẽ được key cho cái cam này. Mình không phải key ở kia nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ nhận được cái này, các bạn sẽ chọn nó là một view hoặc là các bạn cho chạy. Đấy không? Đấy. Thấy chưa? Thì đấy mình theo mình ấy thì các bạn nên chỉnh bằng cái gì nhỉ? Chỉnh bằng cái này đối với các cái chuyển động theo kiểu là hoạt hình. Còn nếu như các bạn muốn chuyển động nhiều là cơ bản trái phải thì các bạn cứ dùng cái position của camera là được. Thì cái công cụ như này nó cho phép mình chỉnh góc nhìn của camera và chỉnh gì nhỉ? Góc phối cảnh. Các góc cố định không chỉnh được. Đúng không? Nha. Thế thôi, đấy là cái cách xử lý các bạn. Hai góc này, góc nhìn này, góc nhìn này. Ok. Tiếp theo nữa là một cái hỗ trợ cho cái 3D thì nó sẽ là gì nhỉ? Light là đèn. Thì các bạn thể new và gì nhỉ? New light. Là cái đèn nữa. Light.
quá. New line. À, ví dụ các bạn sẽ có 4 kiểu line. Nó là ánh sáng thẳng, parallel, ánh sáng điểm, ánh sáng chùm và ánh sáng môi trường. Các bạn chú ý nhá, line này. New gì nhỉ? Line. Là ánh sáng. Hỗ trợ cho 3D nữa thì các bạn có thêm line. Ở đây nó có 4 dạng ánh sáng này. À, các bạn chú ý đầu tiên là parallel, là ánh sáng thẳng. Ánh sáng thẳng nó như kiểu là các bạn đứng trước cái cửa và cái ánh sáng mặt trời, nó như kiểu các bạn đứng trong cái hang động ấy. Ánh sáng từ ngoài cái hang động nó chiếu thẳng vào thì các bạn thấy là ánh sáng thẳng. Parallel. Đây. Parallel. Đây. Đại khái đây là parallel này. Nó sao nhỉ, song song ấy. Hiểu không? Parallel. Ánh thẳng. Ví dụ như là spot là ánh sáng theo kiểu là gì nhỉ? Chóa. Các bạn tưởng tượng cái đèn pin ấy là spot. Spot này. Có thấy không? Chóa. Cái này gọi là cái gì? Cái ánh sáng này gọi là ánh sáng gì? Spot gọi là cái gì? Rồi. Anh sẽ, cái này spot là kiểu đèn pin ấy. Rồi. Thế thôi. Chùm. Chùm. Hoặc là phễu. Spot là phễu được. À, nếu bạn không thích thì các bạn có thể đây layer phim dài này. Các bạn chọn nó dạng thứ ba là point. Là gì nhỉ? Point là điểm, nhiều con đom đóm bay giữa ấy. Point là điểm. Point là ánh sáng điểm. Và cuối cùng ambient, tức là ánh sáng môi trường. Ánh sáng môi trường là này. Ví dụ như mình thấy đây là nó đang ánh sáng môi trường màu gì nhỉ? Tím đúng không? Đây là chọn điểm màu tím. Đây là chọn chóa màu tím. À, đây là ánh sáng song song màu tím. À, các bạn có thể chọn các cái dạng này. Tùy theo ý các bạn. Đèn môi trường là đèn rộng nhất. Hả? Đèn môi trường là đèn rộng nhất. Ôi, nó nhiều đổi màu cho cả không gian các bạn. Thế thôi. Đấy là cái... xem nào. Các đối tượng mà nó không phải bật chế độ 3 chiều thì không hiển thị trong camera. À, ví dụ như là các bạn có 5 thằng như này. À, và nếu mà cái thằng này mà mình tắt bỏ chế độ gì nhỉ? 3 chiều thì nó sẽ không nhìn thấy cái gì nhỉ? Ở camera. Thấy không? À, bắt buộc phải bật 3 chiều lên thì mới nhìn thấy được trong cái gì nhỉ? Góc nhìn của camera. Yeah. Còn nếu như các bạn cứ để các mặt nhìn chính diện front led tốt thì nó vẫn nhìn thấy. Rồi, chưa cả. Tiếp camera. À, mình sẽ xoay thử cái này mà. Đấy, thấy không? À, không chịu ảnh hưởng của gì nhỉ? Góc nhìn camera. À, khi bạn bật 3 chiều lên thì nó là câu chuyện khác.
Rồi, ok. Thì ví dụ như mình thử xem cái hình như này thì mình làm như nào. Cái này làm nào. Nếu như bạn tưởng tượng các bạn làm thì bạn sẽ làm nào. Scale làm được không? Scale làm được đúng không? Nhưng nếu mình làm 3D thì mình làm nào. Các bạn có một cái camera đứng im và các cái chữ này chạy từ đằng sau chạy ra đằng trước cái cam là được. Thế này, thử nhá. Chạy từ đằng sau ra đằng trước. Thì đơn giản là ví dụ như bây giờ mình sẽ có cái camera nó đang ở đây nhỉ? Ở bên left này. Các bạn nhìn camera này. Camera 1 đâu nhỉ? Đây. Camera 1 đây. Đây. Các bạn sẽ ấn position, các bạn tắt bỏ key đi. Bây giờ mình sẽ thử các bạn tưởng tượng nó giống kiểu này này. Mình để bên này là active cho các bạn xem. Đây này. Tưởng tượng không? Cái chữ của mình nó sẽ đứng ở đâu nhỉ? Ở đằng sau đúng không? Rồi nó chạy ra đằng trước cây cam. Đứng lại một tí rồi bắt đầu lại thì cái chữ tiếp lại chạy theo đứng lại chưa? Nhưng mà để làm được như này thì nó sẽ chuyển động là các bạn tự tính nhá, chậm dần hay nào nhá. Nó có một cái đèn ở giữa để nó sáng trưng lên này. Và cái chữ này của mình các bạn phải có thêm hiệu ứng là chuyển sắc. Đây mình sẽ thử làm cho các bạn xem. New một cái này. New cái đầu tiên là cái camera này. Ok này. Các bạn sẽ đánh thêm T nữa. Các bạn đánh vào đây nó là gì nhỉ? View. Ok. Các bạn phải bật 3 chiều lên để làm việc. Như này. Đấy các bạn thể để góc nhìn là phối cảnh. Custom View. Đây là cam. Thì đơn giản là các bạn sẽ key cái position của chữ U thôi. Đây đúng không? Ví dụ như là ở 0 giây thì các bạn để nó ở đây. Và đến khoảng độ 1 giây thì các bạn đẩy nó ra gì nhỉ? Đằng sau cam. Và đến khoảng độ tầm 2 giây thì cho nó chuyển động một tí chậm chậm này. Đấy. Thì mình có này. Các bạn sẽ nhận được cái này khi các bạn chọn gì. Đúng không nhỉ? Nếu mà muốn hiệu quả hơn thì các bạn phải new một cái line. Và cái line của cái này thì nó sẽ là line của point đi, điểm đi. Đúng không? Các bạn sẽ có một cái điểm ở đây. Ở đâu nó phải là chùm chứ? Chùm được một điểm cũng được. Không quan trọng lắm. Rồi ok. Để tối tối không thì các bạn hiểu cái khác là cái đèn nó sẽ phải nằm đúng ngay trước cái gì nhỉ, cái cam. Thì khi mà chữ nó chạy qua gì nhỉ, cái đèn này nhất là nó phải sao sáng nhất đúng không? Cái này hiểu các bạn bố cục thôi. Cái khó nhất trong cái làm cái khó nhất trong cái 3D này là các bạn phải biết quản lý cái thằng mặt trước và sau này, chứ còn sau khi làm xong cái này rất là dễ. Các bạn để một cái cam ở đây. Đây các bạn thể nhìn là góc nhìn khác là góc nhìn nét cho các bạn xem. Đây là cái camera, đây là cái gì nhỉ? Cái đèn, còn đây là cái chữ. Thì cái chữ của mình nó cứ chạy từ đằng sau ra gần đến cái đèn, bao đến cái đèn nó mới nhìn thấy đúng không? Và các bạn để cái đèn ngay sát đây được. Đấy. Ngay của camera thì các bạn thể thấy là khi cái chữ nó chạy qua cái đèn cái là mình nhìn thấy ngay. Đúng không? Các bạn nhìn thấy này. Các bạn làm được chữ U. Thế bây giờ mình làm chữ A thì làm nào? Ví dụ này. Cái này có thêm hiệu ứng nữa. Để hiệu quả hơn thì các bạn nên cho chuyển sắc. Chuyển sắc là cái gì nhỉ? Gradient đúng không? Thì các bạn sẽ tìm đến cái chuyển sắc nữa. Cái effect này mà dã này, nó không phải là công cụ. Gradient, trong này nó là hiệu ứng hết. Nó là gradient ramp. Các bạn thả đây. Đấy. Các bạn phải biết tạo chuyển sắc nữa. Các bạn sẽ cho cái màu nó là màu xanh chẳng hạn. Start color này là điểm bắt đầu đây.
và n nó sẽ là điểm ở đây. Rồi start thì các bạn sẽ để nó là màu hồng đi. Mình thêm điểm đấy thôi. Cái gì cơ? Cái này chỉ có 2 điểm thôi. Đấy. Ở trong này các bạn có thể chọn các cái dạng khác là linear hoặc là radian. Thì các bạn được cái như này. Thế thôi. Đấy. Thì các bạn sẽ cho cái màu này nó tối hơn tí. Thì được cái như này thì các bạn sẽ có này. G. Đấy, được thế. Thế bây giờ làm chữ A thì làm nào? Nếu mà nhiều chữ chạy này. Làm nhanh nào nhá. Các bạn thích các bạn bật blur hay thì lên tùy các bạn. Thế các chữ tiếp theo làm nào? Hay vẫn là thủ công như thế? Nhân ra các bạn chỉ cần nhân cái này. Các bạn chỉ cần chọn cái layer này là chữ U này, Ctrl D. Thế các bạn kéo lùi lại. Thì tức là sau khi thằng này nó chạy hết thì lại gặp chính nó lại chạy tiếp một phát nữa. Có hiểu không nhỉ? Mình sửa đây được. Ví dụ các bạn chỉ cần sửa này thành à. Đấy thì các bạn sẽ có này, U. À, cái kia là chỗ đi. Cái này thì mình đến đây mình chặt bỏ đi. Ăn đóng rồi. Đấy thì này, U. À. Đúng không? Thì các bạn cứ nối các bạn chỉ cần làm một layer các bạn nhân lên là xong. Xem là cái video kia thì cái video fail. À cái gì? Chưa? Đấy là một cái nhá. Ví dụ như là đối với thằng này à, đâu nhỉ? Đây ví dụ như cái này có làm được không? Cái này làm như nào? Làm sao làm được cái này nó có hai mặt được? À, để các bạn làm được cái này thì mình lại phải đơn giản là các bạn sẽ phải có cái file, các bạn phải có hai cái hình tròn, đâu nhỉ? Ví dụ như mình tạo này nữa chẳng hạn. À, đây mình tạo cho các bạn bằng footage luôn được. Các bạn tự tạo lại được. Ví dụ như các bạn tạo một cái com nó là 200 nhân bao nhiêu nhỉ? Ctrl K. 200 nhân 200. Đây, các bạn có cái com này. Và mình sẽ vẽ một hình tròn đây. Các bạn không nhất thiết phải bằng Paylut nhá, một cái. Trong cái com này các bạn sẽ đánh cái chữ nó là Big Shell. Ok. Đây là Big Shell. Đúng không? À, các bạn tạo một con giống hệt. Nó là 200. Và trong này thì các bạn tạo một hình tròn nữa. À, màu đỏ đi. Và bên này các bạn sẽ đánh nó là gì? Bò sữa. Thì các bạn tạo cho mình hai icon. Rồi. Ok. Thì các bạn có hai icon này, icon 5 là cái Big Shell và icon 6 là cái bò sữa. Bây giờ làm gì tiếp? Các bạn phải tạo hai com này, các bạn tạo một cái com nữa lớn hơn cả và các bạn sẽ thả hai cái com này vào, com 6 và com 5 vào, đúng không? Com 6 thì sẽ là như này, com 5 này chẳng hạn. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn chỉ cần sao nhỉ? Các bạn sẽ thử chọn đến góc nhìn tùy chỉnh custom view. À nhưng mà chưa, chỉ có cam new camera.
Đây, cho bạn nhìn New up. À, chưa bật 3D nhỉ. Rồi đây. À, chọn 2D. Thì một cái là các bạn sẽ để này. Và một cái là mình sẽ phải sao nhỉ? Xoay à? Này lại đúng không? Mình sẽ xoay 100 bao nhiêu nhỉ? 180 độ. Nào cũng đến 180 lần lại ngược đúng rồi nhá. Tức là cái nếu mà nhìn từ đằng trước đến thì pixel đúng. Còn do mình vừa lật lại nó sai đúng không? Nhưng mà các bạn phải nhìn từ đâu đến bên đây đúng nhỉ? Đằng sau. Thì các bạn đưa cái này ra đằng sau. Hai cái này phải để đâu nhỉ? Xịt thìn xịt đúng không? Các bạn thể dùng cái này các bạn quay thử các bạn kiểm tra này. Nhìn này. Đúng không nhỉ? Hai thằng này. Thì là các bạn phải làm ra hai cái. Ai chà. Rồi full rồi nhỉ. Sao lag thế? Ok, chắc bây giờ hai cái này mình sẽ làm gì? Cho nó một trong hai thằng bị sao? Dính vào nhau. Thì các bạn sẽ sử dụng công cụ R của một trong hai thằng này. Các bạn sẽ xoay trục y dài thì các bạn sẽ nhận được kết quả như này. Đúng không? Hiểu chưa? Thế thôi, rất đơn giản. Ví dụ như để làm được cái thằng như này. Đây ví dụ để làm được cái thằng như này. Cái này làm được không? Dễ rồi đúng không? Nhưng mà muốn làm được cái này thì nó phải có scale xoay và cái gì nhỉ? À, các bạn sẽ phải key, các bạn sẽ phải key cái góc nhìn mặc định nó trước. Ví dụ các bạn đến khoảng độ là 1 giây, các bạn sẽ key cái thằng này, các bạn sẽ key thằng position của nó, key cả rotation của nó nữa. Chốt hết này. Còn đến tầm này chẳng hạn là các bạn phải key cả scale mấy cái nữa cơ. Scale đến tầm như này thì các bạn sẽ cho nó scale bé đi. Bé quá nó bị âm. Đấy. Sau đó là góc xoay chẳng hạn, góc xoay các bạn xoay bừa đi. Góc xoay này. Rồi, thì mình sẽ chạy thử nào. Các bạn hiểu rồi đúng không? Tức là mình sẽ phải key góc nó đứng lại đầu tiên đúng không? Xong đến đâu nó xoay nào xoay. Này đúng không? Ví dụ như đến đây chẳng hạn đây là nó sẽ xoay mạnh hơn một tí nữa. Sau nó sẽ quay ngược lại. Rồi. Đấy. Cái là như này. Rồi, dụng đấy đi. Mình thử mở cái thằng này lên thế nào. Khi mở cái này thì đấy có thêm này. Dung dinh hả? Dung dinh này nó là nhiều chuyển động thế không? Tức là nó thêm mấy chuyển động nhỏ nhỏ nữa. Xong mình chốt cho nó cái đây là được. Nhưng mà cái này là sẽ phải chậm dần nhanh dần đều à? Nó xoay nhiều vòng đấy. Thì các bạn về đến cái thằng rotation này tăng lên tí nữa. Đúng không? Thế thôi. Ở đây quay quá tí thì đây lại quay lùi lại tí. Cũng được, bọn nó uống trước mà. Uống được hết, nhau chết là được.
Không phải, những cái đấy uống thoải mái. Nó khát nước thì còn anh dạ hết. Thôi đấy nhá. À, cái gì cho cái thằng này nữa nhỉ, hay hay đấy nhỉ. Đây, tất cả cái này làm kiểu đấy hết. Làm được đúng không? Dễ mà. Còn cái thằng chuyển động này là các bạn chỉ cần đẩy nó sang không ấy thôi. Đây này, cái này này. Cái này mờ nhiều hay mờ ít là do mình chỉnh cái control K. Ví dụ như là các bạn chỉnh cái control K này. Ví dụ bây mình tạo con khác cho các bạn xem. Mình lấy một hình tròn mình để một view cho các bạn xem này, cho nó chuyển động từ bên trái sang bên phải. P. Ở đây và đến đây. Thì nếu bạn mở cái blur lên, mở blur lên thì nó sẽ có gì nhỉ? Có độ gì? Mờ đúng không? Nhưng mà mờ nhiều hay mờ ít là do mình chỉnh cái control K trong mục Advanced. Và Shutter Angle này là cái bạn cần chỉnh, à Shutter Fade đi. Đấy. Thấy hả? Nó sẽ nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ có cái thằng như này. Thấy chưa? Thì cái này này là các bạn phải chỉnh cái gì nhỉ? Cái đấy cao lên thì mới ra được cái này. Cái này nhìn dẻo nhỉ? Ok, đó. Bây giờ này thử làm mấy cái này xem ok quất không. À, các bạn thử về xếp cái sân khấu này ra thành gì nhỉ? Một cái cảnh nhiều mình ấy á. Thử em xếp được không nhá. Tức là mình cho các bạn vị trí 1 2 4 rồi, các bạn thế xếp cho bọn này đúng vị trí là được. Đây. Đấy. Các bạn cứ xếp bọn này cho đúng vị trí thứ tự của nó là ok. Custom view. Đây. Thấy không? Thằng mặc áo số 5 thì đứng số 5, thằng số 4 đứng số 4, số 3 đứng 3, số 2 nữa. Thế được, xong có thể làm một cái chuyển động chạy thử xem. À, một cái thử chữ You My Student xem. Và thứ thứ hai. À, và một cái nữa là cái thằng nhéo nhéo này. Các bạn làm một đoạn thôi. Làm hai cái thôi. Nói chung ấy là mình ngành ngoài mình không ấy cái này, nên là nếu bạn muốn làm chuyển động này là các bạn phải chép nhiều. Anh làm cái này chắc anh không làm được, không nghĩ ra được nó có mấy cái chuyển động này. Nhưng mà bọn đồ họa cho chuyển động này nó cứ thấy nó khác gì đồ họa của mỹ thuật thì sao. Đoạn mỹ thuật nó nếu mà làm chuyển động có vẻ nhìn nó hơi ngu. Đó thì thôi.